đây rồi, cái này anh rửa ra đây, anh sàng lọc rồi anh coi lại rồi anh rửa cho. À, quảng cáo rừng tràm. Quảng cáo tour rừng tràm. Đó, các bạn nhìn nè ha. Và bên kia là dòng sông Châu Đốc. Tôi qua cái lớp cửa kính mấy bạn nha, cho nó bị phản xạ lại ha. Sông. Hoàng hôn màu cam hay hoàng hôn màu tím mấy bạn. Nguyên cả thành phố Châu Đốc đang trước mặt các bạn. Quá trời đẹp. Wow, trời đẹp không? Wow, mấy bạn nhìn bên đây. Trời ơi. Dù không ở khách sạn này, mấy bạn cũng nên đến đây để tận hưởng cái hoàng hôn nha. Đến đây uống nước. Wow, đẹp. Trước mặt mấy bạn là khách sạn Victoria Châu Đốc, nằm bên cạnh dòng Châu Giang. Đây là khách sạn 3 sao và là tốt nhất ở thời điểm hiện tại ở Châu Đốc mấy bạn. Tuy nhiên mình sẽ không ở khách sạn này, mình sẽ đi ở nhà nghỉ. Và nhà nghỉ mình ở chỉ có giá 200 ngàn thôi mấy bạn. Chào các bạn vừa xem xong đoạn video dài khoảng độ 28 giây ghi là cảnh đẹp của rừng tràm Trà Sư An Giang vào mùa nước nổi. Và hiện tại là khoảng độ 5 giờ 30 sáng ngày 2 tháng 10 năm 2019. Mình đang có mặt ở số 48 phố Cơ Điều, quận 5. Sáng hôm nay thì mình sẽ đi xe Hùng Cường. Đó, mấy bạn thấy nhà xe Hùng Cường phía trước mặt mấy bạn nha. Mình sẽ đi xe Hùng Cường từ Sài Gòn đến Châu Đốc. Và lộ trình dự kiến là khoảng độ 7 tiếng đồng hồ. Giá vé là 150.000 đồng. Tối hôm qua khoảng độ 10 giờ tối thì mình đặt xe Hùng Cường các bạn. Và họ có dịch vụ trung chuyển. Sáng hôm nay thì 4 giờ sáng họ gọi cho mình. Sau đó thì khoảng độ 5 giờ sáng thì có người đến rước. Thì anh tài xế đến rước thì nói chung là cũng thân thiện. Và từ hôm nay cho đến khoảng độ trong vòng khoảng độ 4 ngày tới 5 ngày mình sẽ liên tục ở Châu Đốc, rồi mình sẽ đi tỉnh Biên và Chi Tôn, nói chung là tham quan khu vực tỉnh An Giang cũng nhiều ngày. Rồi bây giờ mình mời các bạn cùng mình đi qua khu vực nhà xe Hùng Cường nha, mình sẽ quay cảnh bên trong cho các bạn xem. Nói về các nhà xe mà đi Châu Đốc đó, hiện tại thì mình thấy mạnh nhất là Hùng Cường và Phương Trang. Tuy nhiên là Hùng Cường thì họ có dịch vụ trung chuyển và lại gần nhà mình nữa, cho nên mình sử dụng dịch vụ của họ. Rồi chúng ta đi qua bên kia ha, quay cảnh chút xíu các bạn nha. Ở đây buổi sáng mình thấy ở phía sau lưng mình có bán bánh ướt nè, như có 15.000 đồng mà. Đấy, nói chung là nhà xe này hoạt động từ 5 giờ sáng cho đến 1 giờ sáng hôm sau, có nghĩa là gần 24 tiếng đồng hồ, cứ mỗi 1 tiếng đồng hồ là có một chuyến xe. Đó rất là thuận tiện luôn. Và khi mình đặt qua điện thoại thì đến đây trả tiền các bạn ha. Sáng hôm nay là lên trên xe trả tiền luôn.
đến đây là chỉ để lấy vé rồi biết cái số ghế thôi. Đây các bạn, chồng đây các bạn ha. Vận chuyển hàng hóa khá là nhiều bạn ha. Và như mấy bạn thấy là có xe đi Tịnh Biên và Chi Tôn nữa ha. Sài Gòn Tịnh Biên, Sài Gòn Chi Tôn. Như vậy mình sẽ đi Châu Đốc, Châu Đốc lên Tịnh Biên, Tịnh Biên Chi Tôn, và từ Chi Tôn có thể bắt xe để về Sài Gòn luôn, chứ không nhất thiết là phải quay lại Châu Đốc. Thực ra thì có thể họ sẽ đi theo một cái nhánh khác nữa. Tại vì Sài Gòn từ Châu Đốc đi Tịnh Biên, đi Châu Đốc đi Chi Tôn thì sẽ có một cái ngã ba nó rẻ đi về theo hướng của mình, nghĩa là về Long Xuyên nó sẽ gần hơn. Xe chắc chuẩn bị đến rồi đó. Đây là cái chỗ bán bánh ướt 13.000 đồng nha bạn. Như nãy mà nói là nghe ha. Nhiều khi là đói bụng ăn sớm. 49 phố có điều hẻm. Và bây giờ là 5 giờ 50 sáng các bạn, xe vẫn chưa đến ha. Hồi nãy mình có tranh thủ thời gian đi vô khu vực nhà vệ sinh. Thì mình thấy là nhà vệ sinh đó cũng tương đối là ổn, có nước và không có bị hôi. Nói chung ở khu vực nhà xe vậy là được, chứ không có yêu cầu cao nữa. Mấy bạn biết tình trạng vệ sinh ở Việt Nam à ha. Bánh mì nóng là nghe không? Vì còn quá sớm nên mình không có ăn gì hết. Nhưng mà từ Sài Gòn đi Châu Đốc thường là họ sẽ ghé khoảng độ mình nghĩ là 1-2 trạm. Và thường những cái trạm đó bán đồ ăn, tuy nhiên là cái giá cũng sẽ hơi cao hơn á. Bình quân mình nghĩ sẽ khoảng độ từ 50 đến 70 ngàn đồng. Sáng hôm nay trời mát mẻ. Đây là phần bánh ướt có giá 13.000 đồng các bạn. Khá là ngon các bạn nha. Ghé đây. Số mấy Hùng ở Phó Cờ Điều ta? 47 Phó Cờ Điều. Ăn tạm lên xe các bạn nha. Bán từ 5 giờ sáng cô hả? Gì hả? 5 giờ rưỡi sáng. Dạ, 5 rưỡi tới 11 rưỡi. Đúng 6 giờ và xe đã đến các bạn. Đây là xe Hùng Thường nè. Đấy. Mình lên xe nha. Cái dĩa bánh ướt đó thì cái nước mắm chỉ làm theo kiểu ngọt ngọt mặn mặn, khá là hợp khẩu vị với người Sài Gòn. Được một miếng chả, một miếng nem. Lượng bánh ướt thì vừa đủ thôi. Mình nghĩ là ăn cầm cự trong vòng khoảng độ mấy tiếng, là bởi vì trên đường đi mình cũng không ăn nhiều. Rồi chúng ta lên xe nha. Bắt đầu di chuyển mấy bạn. Từ 48 Phố Cờ Điều quận 5, xe chạy vào bến xe miền Tây mấy bạn. Ở đây có thêm khách lên, ở đây sử dụng nhà vệ sinh. Bánh mì không? Lấy cái bọc bỏ dép chơi đem ra cho chị lấy được. Ủa có mì không? Và đây là xe giường nằm nha. Mấy bạn thấy không? Đó là máy lạnh nè. Máy lạnh tốt. Tuy nhiên là chỗ nằm không có thoải mái lắm, là bởi vì mình cao hơn 1m7. Mấy bạn thấy cái chân mình nè, phải cuộn lại ha. Nếu mà mình đẩy cái đầu mình lên phía trên đó, thì nó cũng sẽ ok hơn. Nhưng mà nói chung cũng không thoải mái lắm.
đây bến xe miền Tây. Sáu giờ 26 phút sáng. Năm ngàn ổ, năm ngàn mua nguyên một mươi năm ổ, hai chục ngàn. Bánh giờ thì 15 ngàn cặp bánh ngọt. Mấy ổ em? Mấy ổ? Đây là 5 ngàn. Bánh ngọt, bánh lạc của ai mua là mua 5 ngàn, 5 ngàn, 5 ngàn. Mua nguyên một mươi năm ổ, hai chục ngàn. Bánh mì dài ngọt thì 10 ngàn, cặp 10 ngàn của ai mua 11, 11 đâu. Mì ngọt, mì lạc. Và hiện tại là 8 giờ 45 phút sáng. Xe dừng lại ở trạm dừng chân 8 Rim các bạn, ở thành phố Vĩnh Long. Đây là 8 Rim 1 ha. Đây, mấy bạn nhìn qua đây. Bên đây cũng là 8 Rim 1 luôn. Có nghĩa là dọc theo quốc lộ này có hai cái 8 Rim. Ánh sáng ngược các bạn ha. Mình sẽ gia tăng độ sáng lên cho mấy bạn xem. Xe chỉ dừng ở đây khoảng độ 20 phút thôi thì mình có đi vệ sinh và mình thấy là nhà vệ sinh vô đây sạch. Ở đây họ bán bánh mì nè, rồi cơm nè, bánh bao nè, trái cây nè, rồi củ ấu nấu chín nè, rồi nem nè, rồi ba cái loại bánh tráng mình cũng thấy nữa, rồi cà phê nữa ha. 20 phút cho nên là mình không có thời gian để ghi hình nhiều các bạn nha. Và mình nhận xét thêm chút xíu về xe Hùng Cường. Ở trên đây là máy lạnh, phải nói là có lúc rất là lạnh, cho nên mấy bạn nhớ mang theo áo gió ha. Là bởi vì trên xe cũng không có mền. Một số xe đường dài mình đi á, thì họ trang bị mền, nhưng mà mền nhiều khi mình kiểu không tốt lắm, là bởi vì nó sẽ hơi hôi á. Đôi khi là họ 1-2 ngày mới giặt được, mà khi là mỗi người cơ thể thoát ra cái mùi khác nhau. Nữa là ở trên xe họ không có cho nước và khăn ướt nha, mấy bạn nhớ tự mang theo. Và thêm một cái nữa là trên xe này có một cái điểm tốt là không có bị hôi, không có mùi hôi, may mắn gì đâu á. Và có một điểm nữa mình muốn nhận xét là ở chỗ là cái ghế nằm á, có những chỗ nó là bằng nhựa thì nó bị sừng sù, bị chày xước, cho nên là nằm đôi khi nó cạ vào, có cảm giác nó khó chịu. Rồi, qua đây mấy bạn, ở đây có bán cơm sườn, hủ tiếu nữa ha. Như vậy là từ 48 Phố Cơ Điều chạy đến bến xe miền Tây và chạy đến đây là trạm dừng chân thứ nhất. Chúng ta có 3 điểm để đi vệ sinh ha. Đây mấy bạn, bán ổi nè, củ ấu nè, siri nè, trứng gà, trứng cút. Đằng kia là bánh mì, bánh tét chà cuông. Đây bánh tráng, chuối, bánh chuối nướng ha. Đây kem, bánh bía, bánh in. Đây các loại nem chả luôn. Đây là loại bánh phồng sữa, quầy cơm mấy bạn thấy không? Ở đây là kẹo dừa mấy bạn. Hầu như các trạm dừng chân ở miền Tây đều bán kẹo dừa của tỉnh Bến Tre. Rượu dừa, chuối, chuối khô mấy bạn ha.
kiwi nữa nè, rồi dâu nè. Đấy, món này là cơm cháy. Chủ yếu mình ghi hình để mà bạn biết được các món họ bán thôi, chứ mình không có sử dụng những cái sản phẩm này, không có nhiều thời gian. 20 phút là ghi hình đã đủ hết rồi. Rồi, chúng ta lên xe thôi. Các bạn thấy ở đây bánh mì heo quay nha, chả lụa, lên xe, hết thời gian rồi. Mình mới mua 3 quả trứng gà mới luộc các bạn, có thêm bịch muối luôn. Và có giá chỉ 10.000 đồng thôi. Tùy người bán nha, có người bán tới 12.000 đồng ha mấy bạn ha. Đó, cái này gọi là ăn tạm để đi thôi. Rồi. Xuyên 11:20 sáng, xe có dừng lại ở đây vào nhà xe của Hùng Cường để đi vệ sinh. Đúng như dự kiến mấy bạn, xe chạy khoảng độ 7 tiếng đồng hồ thì bây giờ là 1 giờ trưa và xe đã đến thành phố Châu Đốc, đậu ngay khách sạn Hùng Cường luôn, tức là nhà xe Hùng Cường, khách sạn Hùng Cường. Và đây là một khách sạn 2 sao cộng mấy bạn. Hồi trước mình đi công tác là mình thường ở khách sạn bên đây. Và đây là tiền sảnh khách sạn Hùng Cường các bạn. Mình xin phép đi ghi hình bên trong bởi vì mình cũng quen bên đây. Ở bên trong đây có một cái thang máy nhỏ, mình nhớ, và thường đi khoảng độ 3 người. 3 người là ok, chứ còn nhiều người hơn nó hơi chật. Đây khách sạn Hùng Cường các bạn, 96 Đống Đa, phường A, thành phố Châu Đốc, An Giang. Điện thoại mấy bạn thấy nè, 0296-3568-111, 0296-3568-222. Và đây cũng chính là địa chỉ của nhà xe Hùng Cường ở Châu Đốc ha. Đấy, hồi nãy mình có ghé qua Long Xuyên nè, số 1C2 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên nè. Đây chính là cái nơi mà xe dừng khoảng độ 5 phút để đi vệ sinh. Sẵn mình quay luôn cái nhà xe Hùng Cường ở huyện An Phú nè. Mấy bạn thấy nè, Tình Biên nè, Chi Tôn nè, Thoại Sơn nè, Châu Phú nè. Các bạn thấy không? Mình vẫn đang đợi người đưa mình lên phòng để quay hình ha.
Ở đây mấy bạn thấy số điện thoại ở Châu Đốc nè, 0296 3865116, hoặc là 3560807, hoặc là 3562040, hoặc là 3550560, số Châu Đốc á. Còn số ở 48 Phó Cơ Điều, thành phố Hồ Chí Minh hồi sáng mình đi á, và tối hôm qua mình gọi là số này nè, 0283857-2624. Rồi, chúng ta sẽ lên lầu 7, lầu 8 là nhà hàng mấy bạn nhé. Khách sạn này không có hồ bơi. Đấy. Rồi. Kế bên cạnh thang máy là cầu thang bộ mấy bạn. Thường là mình đi thang bộ nếu mình ở tầng 1, tầng 2. Mình ghi hình khách sạn này năm 2017 và bây giờ mình muốn ghi hình lại thôi. Đây là phòng 702. 702 có ban công, view nhìn ra ngoài mấy bạn. Đây. Và đây là khu vực nhà tắm mấy bạn. Ở đây tất cả đều là tắm đứng nha, không có tắm bồn. Phòng này em nhớ giá nhiêu không em? 650 hả? Tại nó có ban công đúng không? À. Nó rộng hơn cái phòng ở phía sau. Đây, TV và mini bar. Chúng ta sẽ bước ra ngoài ha, nhìn cái ban công. Ánh sáng chói lóa. Cái view cực kỳ đẹp mấy bạn. Từ đây nhìn qua bên kia có khách sạn Ngọc Phú. Hồi xưa mình cũng từng ở khách sạn Ngọc Phú. Và ở đó cũng là cái chợ mấy bạn, chợ Châu Đốc á. Thẳng thì mình đứng từ trên mình quay xuống cho mấy bạn xem luôn. Và trước mặt mấy bạn đây chính là chùa Bồ Đề nè. Có thờ tượng Phật Bà Môn rất là lớn. Đây là khách sạn Hạnh Phát. Và cái view nhìn về hướng núi Sam và cái cánh đồng lúa bên kia. Đây mấy bạn. Cùng nhìn xuống. Còn đây là phòng 703. Đây là loại phòng có hai giường nhỏ. Đây mấy bạn nhìn qua. Cũng có ban công nhìn ra ngoài ha. Đây là phòng 704 mấy bạn ha. Và phòng này nhỏ hơn, diện tích nhỏ hơn chút xíu. Cũng có cái hướng nhìn ra ngoài nè. Và phòng này có giá là 550. Nói chung là nội thất ở trong phòng, các phòng thì giống nhau thôi. Chẳng qua là cái diện tích hoặc là cái view thôi. Nó khác nhau chút xíu. Và chúng ta cùng nhìn ra thành phố Châu Đốc chút xíu. Từ phòng 704. Ánh sáng nó hơi chói các bạn nha. Qua cái khung cửa kính này thì làm cho nó bị mờ. Đây là cầu thang ở tầng 7 lên tầng 8 mấy bạn ha. Lên để đi ăn sáng á. Từ đây có thể nhìn ra cánh đồng ở núi Sam. Đây mấy bạn. Nhìn qua cái khung cửa kính cho nó hơi mờ một xíu nha. Mấy bạn thấy không? Wow, đẹp chưa? Và đây là tầng 8 nhà hàng. Bước lên. Ở trên tầng 8 này mình nhớ là có thể thấy được cái view của sông Châu Đốc, dòng Châu Giang. Đây. Đó, các bạn thấy nè, đây là khu vực nhà hàng nè ha. Vẫn như ngày xưa. Vẫn như 2017. Đó, mấy bạn nhìn nè ha. Và bên kia là dòng sông Châu Đốc. Tôi qua cái lớp cửa kính mấy bạn nha, cho nó bị phản xạ lại ha.
Ở bên kia có khách sạn Hạnh Phát. Đây là một khách sạn mới, hình như khoảng được 2-3 năm vậy đó. Qua khung cửa sổ mày quá, cái góc này cái view đẹp ghê luôn vậy, mà nó trong nữa. Và tiếp tục qua đây mấy bạn. Bên kia mấy bạn có thể thấy không? Mênh mông nước luôn. Vào mùa nước nổi rồi. Nếu mình đi với gia đình á, thì mình sẽ chọn khách sạn Hùng Cường hoặc là khách sạn Victoria. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi tìm nhà nghỉ. Từ khách sạn Hùng Cường ở số 92 Đống Đa mấy bạn, trên con đường này nè, chúng ta sẽ đi thẳng luôn. Và mình nghĩ trước khi mình đi tìm một cái nhà nghỉ hoặc là một khách sạn chuẩn để mình ở, thì mình sẽ đi bộ đến nhà hàng Bảy Bồng. Bảy Bồng là một cái nhà hàng phải nói rất là ngon. Mình rất là kết cái nhà hàng Bảy Bồng ở chỗ là họ có cái món canh chua cực kỳ tuyệt vời. Nếu như ở nhà mình ăn cơm á, thường mình ăn 2 chén thôi, thì khi mà đến Bảy Bồng á, gọi món canh chua á, mình ăn 4 chén là mấy bạn biết nó ngon như thế nào rồi đó. Ngoài ra thì họ có cái món rất là ngon nữa là món cá ba sa chiên giòn với sả. Rồi món củ hoa xào trứng họ rất là ngon. Rồi thêm món nữa là gỏi xào đâu nè. Rồi cá linh chiên giòn nè. Rất nhiều món mấy bạn, có thể nói là ăn một tuần luôn chưa hết. Chúng ta trên đường đi đến đó ha. Mình nghĩ là vừa đi ăn sau đó thì sẽ đi tìm nhà nghỉ hoặc là khách sạn chuẩn. Bởi vì mình vẫn nghĩ là đại đa số khi mà đi du lịch bụi á, thì sẽ thích ở cái nhà nghỉ chuẩn hơn, giá nó mềm. Như thế thì sẽ có thể đi được nhiều nơi và đi dài hơn. Và ở đây là cà phê góc phố, nằm ở đường Phan Văn Vãng ha. Và Đống Đa, mình không có nhớ cái tên đường này. Tại vì mình nói là ở Châu Đốc này nói chung là thành phố này cũng nhỏ lắm, đi bộ một cái là hết à. Đây là những chiếc xe lôi mấy bạn nha. Ở Châu Đốc hiện tại sử dụng xe lôi khá là nhiều. Chúng ta đi thẳng vô chính là chợ Châu Đốc á. Cái này thì ngày mai mình sẽ quay hình. Và chợ Châu Đốc rất là thú vị. Bây giờ chúng ta sẽ quẹo trái vào đường Quang Trung. Đây Quang Trung mấy bạn. Lại một chiếc xe lôi. Ở đây không có McDonald's mấy bạn nha, nhưng mà ở góc đường bên kia có Jollibee. À, ngay cột điện luôn. Đấy. Và chúng ta sẽ quẹo phải là đường Sương Nguyệt Ánh ha. Đây Jollibee mấy bạn. Mình nhớ tên Sương Nguyệt Ánh mà nó phải lại là Sương Nguyệt Anh. Rồi hình như lúc trước nó tên là Thượng Đăng Lễ nữa thì phải. Ở kệ đó, mấy bạn nhớ con đường này ha. Ở đây là Jollibee nha. Và hiện tại là Sương Nguyệt Anh ha. Chúng ta sẽ đi thẳng bên kia à, sẽ ra tới nhà hàng Bảy Bồng. Ngay bên cạnh đó chính là chợ Châu Đốc luôn. Lý do bây giờ mình không có quay chợ Châu Đốc là bởi vì nó sum tụ vào buổi sáng thôi. Rất nhiều sản vật, rất nhiều loại trái cây, phải nói là rất nhiều luôn các bạn. Ở đây mấy bạn thấy rất là buồn cười nè. Ở đây là 98 Sương Nguyệt Anh. Bên đây ghi là 96 Sương Nguyệt Ánh. À, chả biết anh hay ánh nè. Nhưng mình nhớ là Sương Nguyệt Ánh á. Trời trong xanh mấy bạn ha. Phan Đình Phùng, Sương Nguyệt Anh. Sương Nguyệt Ánh chứ. Cứ lộn hoài. Và cái quán Bảy Bồng vẫn còn phía trước mấy bạn. Đi tới phía trước mới tới. Đây, xe lôi. Đây nè. Mấy bạn thấy nè, ở đây ghi là 70 Thượng Đăng Lễ. Ở phía dưới ghi là 76 Sương Nguyệt Anh. Ở đây 74 Sương Nguyệt Anh. Bên kia là 72 Sương Nguyệt Anh. Mấy bạn để ý đi. Không có dấu sắc nha. Và lúc trước mình nhớ là con đường này tên là Thượng Đăng Lễ nữa. Ở bên đó chính là khu vực Nhà Lồng, chợ Châu Đốc. Khu vực này người Hoa sống cũng khá nhiều các bạn.
Đây là góc giao giữa đường Lê Công Thành và Sư Nguyễn Ánh ha. Quẹo phải vô mấy bạn sẽ đến chợ Châu Đốc luôn đó. Đấy, nhà hàng Bảy Bồng bên kia. Giảm sáng lại. Mấy bạn thấy chợ Bảy Bồng không? Chủ yếu hồi xưa giờ là mình ăn ở đó, mình ăn buổi tối nha, chứ không ăn buổi trưa. Để hôm nay xem như thế nào. Đây mấy bạn, đi thẳng vô là chợ Châu Đốc đó. Ôi, ông chủ Bảy Bồng đang đứng trước tiệm luôn. Mình nhớ ổng. Đây, Bảy Bồng mấy bạn. Ủa đây là 20 Sương Nguyệt Anh, đây 20 Sương Nguyệt Ánh anh. Anh hả? Anh sao có chỗ ghi Ánh, cái ghi là chỗ ghi Anh ta. Anh à, độ anh Ánh là độ nó sai chặt cái địa chỉ độ nó. Dạ, yeah, vậy là Sương Nguyệt Anh ha. Em thấy cái chỗ đó ghi Sương Nguyệt Anh mới. Có tàu lao đó. Rồi đây là 22 Thượng Năng Lễ cũ nè. Đó, rồi, đó cũ. Rồi thôi, bữa nay món gì ngon ta? Canh chua. Cá linh. Cá linh viên giòn hả? Cá linh viên giòn hay là canh chua cá linh? Thôi canh chua cá ba sa với cá linh chiên giòn với lại khổ qua xào trứng đi. Canh chiên giòn. Canh không, canh chua cá ba sa thôi, cái loại mà cá đừng có nhiều mỡ nha, em ăn nhiều mỡ nha. Cá linh chiên giòn với lại khổ qua xào trứng. À. Nhưng mà em ăn có một người á, anh làm đúng người thôi à. Anh xử vậy nè. Canh chua cá hú. Đây mình quen mấy bạn cho nên xin phép vào bếp ghi hình luôn. Đầu tiên sẽ là món canh chua cá ba sa. Ở đây nó hơi tối nha, cho nên ghi hình nó hơi khó. Ở đây chúng ta thấy me nè, đường nè, thấy bông điên điển nè. Bông súng đã chưa? Ừ, điên điển. Và ở đây là cá linh chiên giòn. Bữa nay nó hơi lớn đó chị. Dạ. Nhỏ mới ngon ha. Chiên lớn rồi. Lớn rồi. Nó càng ngày càng lớn. À, bữa nay nó bằng ngón tay bà nó rồi. Nhỏ ăn nhai luôn xương. Đã. Chiên giòn nó cũng giòn nè. À. Dạ. Bữa nay ngoài chợ bán nhiêu ký ta? Cá linh. Năm nay như cá linh cũng nhiều. 170 hả? Cái này lát có cái mắm xoài vậy em đúng không? Mắm mè. Anh ăn ở đây từ năm 2007 mới tới giờ. Nhưng mà lúc trước đó em đâu có bán ở đây đúng không? Em đâu có nấu ở đây. Ờ vậy hả? Nhưng mà thực tế là lần đầu tiên anh được vào bếp đó chứ. Hơi tối các bạn nha. Ờ, dần quá chị dần. Ủa gì bà chị của em hiện tại làm đâu? Bà chị hưu à. Chị hưu hả? Vậy cách nấu canh chua là do chị chỉ lại cho em luôn hả? Đúng công thức luôn hả? Anh mê nhất là món canh chua ở đây. Ủa ấy cái này em bỏ cái me này là em bỏ cái nước sôi hay nước gì em vô ngâm luôn hả? Cái loại bông điên điển này năm nay ở đây là mình tự nhiên hay là loại trồng ta? Trồng không hả? Ở đây giờ nó bán 1 ký nhiêu em? 40-50 ngàn. Xong. Anh nhịn đói suốt từ Sài Gòn xuống đây á. Sáng.
Không, ăn sáng ăn được chút xíu thôi, ý là nhịn buổi trưa luôn á. Giờ gần 2 giờ bà nó rồi. Đây hai quả trứng. Ở đây em xào cái cổ qua xào trứng ở đây, họ xào rất là hay các bạn. Nó vừa giữ được cái độ xanh của nó, cái độ mềm dai và cái độ mượt mà của cái trứng mà béo béo nữa, nó không có bị khô và bị diễn tả sao. Nước gì em? Cái màu cam cam em mới cho vô là nước gì em? Nước mắm. Phải nói cho anh đứng đây nhìn những cách làm này để về anh học. Chứ nhà làm sao không ra được cái chỗ này. Em nó vẫn còn cái lượng nước của nó đó. Không có bị khô. Anh ngon luôn. Thấy không? Nó cứ giống như nhão vậy. Rồi. Ở đây làm là theo khẩu phần hai người ăn mấy bạn nha, nhưng mà mình có một người thôi, nhưng mà nhà hàng là nói chung là quán ăn họ làm theo kiểu hai người thôi chứ không có bán theo kiểu một người. Thì một cái dĩa cá linh chiên giòn thế này cho hai người là 90.000, cá linh giá cao mấy bạn nha. Tô canh chua này đó 90.000 đồng, và cái dĩa khổ qua xào trứng này là 50.000 đồng. Này, rất là ngon. Mình chưa ăn nhưng mà mình biết chắc chắn luôn là bởi vì mình đã ăn rất nhiều lần rồi, từ 2007. Rồi chúng ta ăn nha. Đầu tiên mình sẽ ăn cái món canh chua, cơm và canh chua. Đầu tiên là cái nước canh chua các bạn, chua ngọt rất là đậm đà. Đó là lý do tại sao mình vẫn nhớ hoài cái món canh chua ở đây. Và cái độ đậm đà nó, cái nước chua đó là từ me nha mấy bạn nhé. Ở đây có cà chua nè, có đậu bắp nè, có bông điên điển nè, có bạc hà nè ha. Đó, riêng cái phần điên điển mấy bạn thấy là để sống vậy cho vô luôn. Nếu mấy bạn muốn chín thì có thể yêu cầu nấu chín nha. Hồi trước cái chị của cái em mà nấu cái món này nè, chị nấu còn ngon hơn bây giờ nữa. Bây giờ là giảm xuống còn khoảng độ điểm 7 thôi. Hồi trước phải nói là điểm 9, điểm 10. Bởi vì sau khi mà ăn hai muỗng cái nước canh chua ở đây, mình cảm nhận là cái độ đậm đà nó bị giảm sút khoảng độ 2 phần so với ngày xưa. Đây, bây giờ mình sẽ ăn cái phần cá nha. Phần cá mềm mấy bạn, mỡ béo béo và ngọt thịt nha. Đấy. Bây giờ sẽ làm thêm cái chén nước mắm, cái dĩa nước mắm, thêm ớt sắc vô luôn. Cái hay ở đây là họ giữ được cái độ tươi của cá, độ ngọt và không có bị tanh nha. Và khi mà họ nấu trong cái tô canh chua này, nó không có hề giảm đi cái độ ngọt của cái cá. Mình thấy nó vẫn giữ được cái độ ngọt trong cái thịt cá rất là hay. Bây giờ mình sẽ chấm thêm cái phần nước mắm nè các bạn, cho đậm đà hơn. Ăn một miếng cá chấm nước mắm, trời đã vậy đâu các bạn. Húp thêm muỗng canh chua rồi miếng cơm. Tiếp theo là cái món cá linh chiên giòn các bạn. Ở đây chấm với nước mắm me nha. Đây, mình ăn thử một con đã. Mình đã ăn hai con cá linh chiên giòn, một con ăn không, một con chấm nước mắm me. Con đầu tiên cảm nhận rất rõ cái độ ngọt của thịt, độ béo béo và cái xương nó giòn luốt luôn các bạn. Câu thứ hai chấm trong nước mắm mè, trời, nó có độ chua chua ngọt ngọt cay cay nữa, ăn rất là đã.
cái con cá linh này nếu mà nó nhỏ hơn nữa càng tuyệt vời hơn, bởi vì cái xương nó sẽ nhỏ hơn và nó sẽ giòn hơn. Và sau cùng đây là cái món khổ qua xào trứng, mấy bạn thấy nè, xào rất là mượt đúng không, nó không bị khô, nó cứ có cảm giác nó nhão nhão. Ăn cái miếng khổ qua này á thì nó giòn, nó mềm mềm, quả trứng nó béo béo thơm thơm đó. Bây giờ mình học được cái cách làm của họ rồi. Rồi thôi, mình ăn hết cơm nha. Ăn xong mình sẽ nói cảm nhận tổng thể cho mấy bạn nghe một lần nữa. Khách bắt đầu vô nhiều mấy bạn. Người Khmer Campuchia khi đi qua du lịch qua đây cũng ăn ở đây luôn á. Mình vừa ăn cơm trưa xong mấy bạn, và đây là nhận xét tổng thể. Cái phần cá linh chiên giòn nói mình rất là ngon. Cái phần nước mắm me thì họ sử dụng cái me dốt mấy bạn ha, chua chua, thêm cái phần nước mắm mặn mặn nữa, rồi chút xíu gì đó ngọt ngọt. Phải nói cái phần cá linh chiên giòn ngon. Phần canh chua như ban đầu mình nói mấy bạn á, là cái phần nước canh chua, cái độ chua và cái độ ngọt nó giảm đi khoảng độ 2 phần so với ngày xưa. Tuy nhiên vẫn là ngon. Có một điểm mình muốn nhấn mạnh ở đây là ở chỗ là nếu mấy bạn cần ăn nóng á, thì mấy bạn có thể chọn cái cù lao nha. Cái cù lao sẽ giữ nóng hơn, là bởi vì thường á, ở đây họ phục vụ cái món bông điên điển là họ để sống cho vô, thì ăn nó sẽ sực sực, nghe nó hăng hăng. Nhưng mà đối với người biết ăn á, thì họ lại thích cái mùi đó, họ thích cái kiểu sống vậy chứ không thích kiểu chín ha. Rồi cái món khổ qua xào trứng á, thì cái khổ qua ngoài mềm mềm ra, nó ăn sực sực giòn giòn. Vẫn còn giữ được cái độ tươi đó ha. Rồi đắng đắng, rồi cái trứng nó béo béo. Tuy nhiên nó vẫn thua ngày xưa, nó hình như nó thiếu đi một phần của ngày xưa. Hồi xưa nó có một cái độ béo hơn nữa. Nói chung là mình thỏa mãn với cái phần cơm trưa hôm nay. Và cái tiền mà mình trả cho tổng thể luôn, phần cơm luôn là 250 ngàn đồng mấy bạn. Nói chung đây là một cái tiệm dành cho khách du lịch. Tại hồi xưa mình làm du lịch mà. Thì hai người ăn một cái phần cơm như thế này thì mình nghĩ là ok đối với khách du lịch. Dạ. Miễn là ngon là ok. Rồi chúng ta tiếp tục đi tìm nhà nghỉ mấy bạn nha. Và khu vực nhà nghỉ sẽ nằm bên phía tay phải bên đây. Đi ra về hướng chợ. Ở đây có một món rất là ngon nữa mà mình muốn ăn, đó là gỏi sầu đâu. Cái thứ hai nữa là món cá ba sa chiên giòn với sả. Và có một món rất là ngon mà trong nhiều năm mình chỉ ăn được có một lần, đó là cá he. Cá he kho rụt bằng nước mía rất là ngon. Tuy nhiên những cái món đó là thường là phải gọi trước các bạn nha. Hồi xưa cái món cá he kho rụt với nước mía là do một người bạn của cái nhà hàng Bảy Bồng này mời mình ăn. Chú đó với mình rất là thân tình. Đáng tiếc là hôm nay mình đến đây và nghe được thông tin là chú đó qua đời rồi. Hồi xưa là chú đó, mình có nhờ chú đó chở mình đi đến vùng Bốn Bình Thiên, một cái hồ rất là rộng lớn. Thông tin hơi buồn. Thôi chúng ta tiếp tục đi tìm khách sạn nha. Và nhà nghỉ chứ. Trời có vẻ bắt đầu muốn mưa rồi. Đây, sáng ngày mai sẽ đi vào khu vực chợ Châu Đốc và sẽ rất là vui. Ở đây dây cáp không thua về Sài Gòn. Trời ơi. Mình sẽ đi vào đường này, quẹo phải để ra khách sạn Ngọc Phú. Khách sạn Ngọc Phú thực ra phải gọi là nhà nghỉ Ngọc Phú mới đúng, vì nó cũng khá là nhỏ. Giá mình nghĩ chắc khoảng độ 250-300 gì đó, có thể trong mức độ đó. Và đây là đường Lê Công Thành ha. Đây chính là khu vực chợ Châu Đốc đó mấy bạn, ngày buổi trưa đó. Sáng ngày mai mình sẽ quay hết cái chợ Châu Đốc mọi bạn xem. Đây mấy bạn, khách sạn Ngọc Phú ở số 25 Đống Đa, khóm 5, phường A, thành phố Châu Đốc. Số điện thoại là 0763 866 484. Giọng mình bị khàn trở lại nữa rồi. Rồi chúng đi qua kia. Đây bên trong khách sạn Ngọc Phú các bạn.
phòng một người là 200.000, phòng hai người là 250 nha. Mấy bạn thấy không, bên trong cũng thoáng mát nè. Đây, đi thang bộ lên. Và đây là cái phòng có giá 200.000 đồng dành cho một người các bạn. Ở đây có máy lạnh nè, có quạt nè, có tivi nè ha. Điều kiện cơ bản là đủ. Và cũng sạch nữa. Bên đó có cửa sổ nữa. Đây, cửa sổ có thể hứng gió trời các bạn. Và đây là nhà vệ sinh, phòng tắm. Mình quyết định mình sẽ ở đây luôn chứ không có đi nữa, là bởi vì mệt lắm rồi. Từ thức dậy lúc 4 giờ sáng và hiện tại là gần 3 giờ chiều rồi mấy bạn. Quá mệt rồi. Mình sẽ nghỉ ngơi, sau đó một chút xíu nữa mình sẽ đi ra để đi tìm thêm một số khách sạn và nhà nghỉ khác cho mấy bạn nha. Ý định của mình là sẽ quay một số khách sạn để cho các bạn chọn lựa. Ở đây những cái phòng lớn mà dành cho khoảng độ 6 người á, thì sẽ có cái view nhìn ra ngoài chợ Châu Đốc chứ. Đó, đó là bên đó mấy bạn. Đây, mấy bạn thấy nè. Ngày mai mình sẽ đi từ đây vào chợ Châu Đốc. Và mình sẽ ăn hai cái đặc sản của Châu Đốc, đó là món bún cá và bún kèn. Tiện ghê không? Thả đồ từ trên xuống. Ngọc Phú. Thực ra mà nói thì có một số khách sạn tốt hơn mấy bạn, nhưng mà mình lười quá, mệt quá rồi, cho quyết định chọn khách sạn này luôn.